nghèo chưa đáng sợ đâu quý vị, mà đáng sợ nhất là con người này tiêu cực cái nội tâm. Nên như Đức hỏi một cái cô này, cô nói cô nghèo, vậy cô có ba buổi cơm không? Dạ có thầy, nhưng mà con thấy dư giả cho nên con khổ ghê. Như Đức hỏi, vậy cô khổ cô có giàu không? Người ta nhìn cô khổ người ta không có thương cô đâu, mà người ta nhìn cô khổ người ta thấy người ta tránh xa cô. Người ta thích nhất là gặp con người vui vẻ hoan hỷ, chứ không có ai mà thích gặp con người mà âu sầu buồn bã chứ. Những Đức nói thật quý vị nghe, những Đức đi tu, những Đức cũng có tâm từ bi nè, mà gặp mà ai mà lợi gần những Đức ấy, mà nói chuyện mà khóc la, mà nói không rõ ràng, cứ nói lập mập, mà vừa nói vừa khóc là những Đức không muốn nói chuyện tới. Thì những Đức đã đón ra được, thì ra là con người mình khi buồn khổ quá nặng nề là chúng ta sẽ không bao giờ gặn được sự an lạc. Rõ ràng luôn quý vị à. Giống như ngoài đời mà một người vợ mà bị chồng bỏ vậy, tối ngày cứ rầu rĩ, cứ than van, cứ lo âu chồng mình bỏ mình, cứ lo giết rồi nó bỏ thiệt luôn. Vì mình lo giết mình đâu có niềm vui, mà mình không có niềm vui, nó gặp mình đâu có niềm vui đâu mà nó thích. Thì tự nhiên thấy cái là từ trường nó dội rồi quý vị. Người mà không có niềm vui là gặp cái là từ trường nó dội ra. Nên tại sao mà người ta tìm đến những Đức đông dữ quý vị? Là do những Đức vui đó chàng. Chứ niệm những Đức mà buồn không có ai lỡ đây đâu đó, buồn không ai lỡ đây đâu quý vị à. Nó những điều nói nó rất là đơn giản luôn. Đơn giản như đang giỡn vậy đó. Như vậy đó mà nó làm nên sự nghiệp cuộc đời đó quý vị. Nó có nhiều người hỏi những Đức á, có nhiều đứa bé nhỏ nhỏ thôi, cũng như mới đây nè, nó xuất hiện đứa bé mà, đứa bé 4 tuổi. Nó 4 tuổi thôi gì, mà cái trang đó làm cái ký sự cho bé đó đó, mới có mười mấy giờ thôi. Bởi vì biết cái lượng người coi phải nhiêu người không? Gần 2 triệu. Có 4 tuổi thôi, chưa từng nghe Pháp, chưa từng biết về Phật giáo ấy, từ khi sinh ra. Nhưng mà bé từ khi lọt lòng là không bao giờ ăn mặn được, ăn mặn vô lỗi ra nên ăn chay. Kinh chú biết rất là nhiều, nhiều loại chú là đọc thao thao bất tuyệt luôn. Có nhiều người đưa cái video đó gỡ như Đức, hỏi như Đức. Tại vì cháu, có nhiều người hỏi cháu là con nhìn chú coi chú sống khoảng bao lâu. Thì cháu nói chú sống khoảng 87 tuổi. Nhìn thấy trên trán chú có cái bông sen số 87. Có người hỏi những Đức nói tốt nhất là đừng hỏi cháu những điều đó, để cháu đừng nói. Tại vì sao? Vì cái chủng tử tu những đời trước, vì kinh giáo, vì chú thuộc. Bây giờ khi tái sinh lại thì 4 tuổi thôi thì nó nhớ hết trơn thôi. Giống như mình thuộc một bài hát, 10 năm sau mình nghe bài hát mình thuộc liền. Mình quen một con người 30 năm sau gặp lại mình cũng cảm giác mình thân thiết. Vậy thì bây giờ cái chủng tử kinh giáo tu hành những đời trước mạnh quá, đời này nó tái sinh lại là 4 tuổi nhớ luôn. Nhưng mà cái 4 tuổi này nhớ đừng cho nó phát triển mới là khôn. Nếu cho nó phát triển 4 tuổi thì năm mười mấy tuổi hoàn toàn nó sẽ bị lạc mắt, vì chủng tử đó nó xài hết. Vì mình chưa có chứng quả, mình không phải là người ở thế giới cực lạc xuống. Người ở thế giới cực lạc xuống sẽ không bao giờ nói điều này 100% quý vị luôn. Nếu là người ở thế giới cực lạc xuống là người tái sinh, là người này là người là đến độ sanh. Mà là đến độ sanh thì chắc chắn quý vị luôn, người đó khi sinh ra sẽ là tầm thường bình thường. Nhưng khi từ từ được trải qua những cái cuộc sống này kia thì lúc đó con người này mới phát triển về cái việc hướng dẫn đạo người khác tồn tại. Nhớ kỹ, chứ không có bao giờ mà 3-4 tuổi mà hoàng đạo được, hiểu không? Chứ không bao giờ nói những cái việc mà quá khứ hiện tại bị lai. Việc này trong nhà Phật rất là cấm kỵ. Nên người ta mới nói câu là thiên cơ bất khả lộ.
Dù có biết cũng không được nói người khác như vậy. Nên cái việc mà coi bói coi tướng là việc này đi ngược lại định luật nhân quả và không đúng quy trình của Phật giáo. Nên cái việc coi bói coi tướng sát số là nó nằm ở bên ngoài, còn gọi là ngoại đạo, chứ nó không phải là nằm ở trong đạo Phật. Ngoại đạo không phải là mắng người nghe quý vị, ngoại đạo là ngoài đạo Phật. Hãy nhớ kỹ á. Thí dụ như bây giờ Khổng Tiên Sinh coi được cho Tiên Sinh Liễu Phạm, nhưng mà Tiên Sinh Liễu Phạm có giải quyết được vấn đề gì đâu, khổ te tua tả tơ. Nhưng mà Khổng Tiên Sinh dạy một phát, không phải, Văn Cốc Thiền Sư dạy một cái thôi thay đổi cuộc đời. Mà Văn Cốc Thiền Sư là người tu mới dạy nhân quả mới thay đổi cuộc đời. Còn Khổng Tiên Sinh thì coi sách số đúng hoàn toàn luôn, mà Tiên Sinh Liễu Phạm hoàn toàn chịu chết. Thấy chưa? Nên coi cho người ta những cái việc trước thời gian khi đến với người ta chưa chắc là tốt. Chưa chắc là tốt. Nên mới nói là thiên cơ bắt khả lộ là như vậy. Nên cái việc mà trong Phật môn mình không có nói cái chuyện người ta như thế nào vì cuộc đời đi tới của người ta. Người ta hỏi mình thì mình nói rằng nhân quả, gieo nhân gặt quả. Vì trong nhà Phật nói nhân quả là đúng nhất. Nó còn thí dụ như những cái mối đạo khác, người ta có thể nói những thần thông, nói này nói kia nói nọ. Nên nhà Phật mình là giảng đạo nói nhân quả. Nên từ nơi đó mới là đạo Phật nó độc chiêu ngay cái chỗ có thần thông mà không dùng thần thông, biết được quá khứ hiện tại vị lai mà không nói, để tự nhiên. Tự nhiên thôi là đúng. Những đức đã để ý rồi, nhiều đứa bé nhỏ còn nhỏ quý vị, khi nó sinh ra đời quý vị, nó rất là thông minh, nó hát rất là hay, nó rất nổi tiếng. Nhưng lên 10 tuổi, 11 tuổi là hoàn toàn nó không còn tiếng tâm gì hết chứ. Và lạ thay nhìn nó không duyên dùng gì hết chứ. Còn nhỏ nó rất là có duyên, nhưng lạ thay mười mấy tuổi nó không có duyên. Nhìn từ chỗ này là mình biết rồi. Phải chi biết khéo léo dạy. Thì lúc mà vài tuổi nó làm thiện nguyện hết, không có gì kiếm tiền, đừng cho nó phát tiếng lớn quá. Thì năm nó lên khoảng hai mấy tuổi bắt đầu nó có tiếng tâm. Cái đà đó nó mới đi cả đời được. Còn nếu như năm mấy tuổi mà nó có tiếng tâm thì nó đi được bao lâu? Đi được vài năm thì mắc sạch luôn. Nên khi một con người mà sinh ra mà những cái đời trước mà mình biết được một số việc mà mình thông minh á, quá thông minh á, cái này phải rèn luyện tuyệt đối, không cho phát triển, không cho phát triển gì khả năng đó. Giống như nãy như Đức giảng là một viên ngọc á, nó bị bụi phủ, chúng ta phải có thời gian lọc nó ra, rồi lúc đó viên ngọc nó phát sáng thì mới đúng. Chứ viên ngọc này mà nó vừa xuất hiện cho nó phát sáng liền là nó sẽ mau dập tắt, chắc chắn quý vị luôn. Bé mới có 4 tuổi thôi mà nhìn gương mặt đó, cặp mắt long lanh, cái gái chú đồ mà nó thuộc lào lào, quý vị thấy sự tái sinh ghê chưa. Nó giống ngày xưa quý vị biết một đứa bé nhỏ xíu xíu nó giảng pháp hay cỡ nào chưa, đạo Phật giáo hòa hảo á. Nhưng mà sau này lên tới tuổi 20 mấy này nè, cũng là bình thường giảng pháp chung chung, đi làm từ thiện, chứ đâu có phải là một cái sự cao thủ gì mà đưa một cái pháp tu gì dữ dằn để mà cho chúng sanh lợi ích đâu quý vị. Giỏi lắm đi làm từ thiện một số chung chung thôi, không phát triển nữa, thấy chưa. Nếu như còn nhỏ mà được vậy, mà được đưa vào một cái vị trí tu hành, cho hoằng đạo một tư tưởng gì đó về sau, thì năm hai mấy tuổi này bắt đầu là chuyên giảng một môn gì đó như môn niệm Phật thì đúng là quá cao thủ, quá giỏi luôn, đúng không? Nhưng mà ta dùng từ khi còn nhỏ, dùng từ khi còn nhỏ hoài, rồi không, bây giờ không dụng công tu, cứ đi đầu này đi đầu kia làm từ thiện, đi giết sau này có khi nó gặp cảnh tình duyên nợ, bắt đầu nó dính vô chuyện vợ chồng, rồi nó mất đi cái khả năng mà những đời trước đã tu. Mất quý vị. Quý vị phải nhớ trong Phật pháp nghe, quý vị chưa về cực lạc thì quý vị còn thối tâm. Có những người mà người ta tu thiền mà ta đạt đại ngộ luôn, toàn là ở trong định không đó, mà khi người ta luân hồi xây chuyển, người ta tái sinh lại, mà đời sau người ta cực kỳ giàu như Tào Tháo nè, Đổng Trác đồ, toàn là bậc thiền sư không đó quý vị. Ghê chưa? Quý vị biết Tào Tháo phước báo lớn cỡ nào chưa? Ác như vậy mà quý vị biết rằng là khi mà cái gì mà Hoa Đà, cái vị mà thằng Y Hoa Đà, cái thời của Tào Tháo, Hoa Đà ông giỏi vậy đó, mà lợi xem bệnh Tào Tháo, ông nói rằng
Bây giờ bệnh của ngài phải mổ đầu của ngài ra, cạo mũ ở trong não ngài ra thì hết nhức đầu. Tào Tháo nói: bộ mày muốn giết tao hả? Đem Qua Đà ra chặt đầu. Ghê không? Nghĩa là Tào Tháo muốn chặt một cái cây, mà tối là thằng cây đến nói: cái cây đó có thằng cây ở đó nhiều lắm, ngài đừng có chặt. Ngài nói rằng: nước này của ta, cây của ta, chặt đi. Chặt một phát xịt máu ra. Tào Tháo giết bao nhiêu con người vì nghĩ chứ? Mà phước báo của Tào Tháo không ai giết được Tào Tháo cả. Cả đời Tào Tháo không ai giết được Tào Tháo hết. Cuối cùng khi mà Tào Tháo chết đi, thì biết bậc thiền sư đời trước mà. Tào Tháo gần chết, Tào Tháo di chúc lại rằng: xây cho Tào Tháo 72 phần mộ. Trong 72 phần mộ đó có một phần mộ chôn ổng. Vì nếu ta xây một phần mộ thì cái người ghét ta sẽ quật mộ ta, nên xây 72 phần mộ, trong đó có một phần mộ là chôn ta, nhưng không ai biết phần mộ nào là chôn ta. Nên từ nơi đó ta tính luôn cái chuyện là khi chết đi phải xây 72 phần mộ. Quý vị coi kinh khủng chưa? Mà đây cũng là pháp gì? Pháp thế gian. Đâu phải sức thế gian đâu quý vị. Đó là bậc thiền sư tu tới bậc đại ngộ mà chuyển kiếp đầu thai, mà khi mà quá sang giàu, quá danh vọng, không tu hành nữa, vẫn là đọa về đời thứ ba. Ấn Tổ nghe nói đọa đời thứ ba. Nên một con người khi tái sinh lại, một đứa nhỏ thông minh, hiểu biết nhiều, đây là việc là chỉ là chủng tử thôi. Nếu như không gầy dựng thì chủng tử này vẫn là mắt, chứ không có gì gọi là phi phàm cả quý vị. Cái phi phàm là trong đối nhân, đối sự thế, đối người tiếp vật, cảnh duyên, khổ đau, bao nhiêu sự trở ngại. Nên mới nói là người niệm Phật sanh cực lạc là hoa sen này nở từ trong lửa nở ra, chứ không phải dưới bùn nở lên đâu. Nó câu chuyện mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ngày kể, có vị này thiền sư mà ông nhập định đến mức mà không ăn uống gì trên thời gian dài, đến nỗi móng tay của ông dài cả gan gì nè quý vị. Kinh khủng không? Tóc của ông là phủ người ông lỡ luôn. Người ta thấy ông này thiền định dữ dằn quá, cuối cùng thỉnh mời vị này đi ra giảng kinh thuyết pháp. Vậy mà ông vô trong một cái pháp hội Phật tử người ta lợi kính trọng vô cùng, nữ sắc đều đến ao 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 ao. Vậy mà cuối cùng ông động tâm một cô nữ, rồi cuối cùng ông nghỉ tu dẫn cô nữ đó đi luôn. Nó kinh khủng chưa quý vị? Nó nên nói là tu hành mà chưa sự đụng chạm, chưa có sự trở ngại gì thì chưa tính vào công phu. Đó. Có người này 10 năm trên núi tu hành cực kỳ giỏi luôn, người ta xây chùa mời xuống làm chủ trì giảng kinh thuyết pháp, 3 năm sau thì khỏi tu luôn, bỏ đạo. Thấy không? Nên quý vị học Phật, quý vị đừng có để ý cái chuyện quá phi thường. Cái phi thường nó không có làm được chuyện bình thường. Tại vì phi thường không ai làm được. Cái chuyện mà quá phi thường không ai làm được, nó chỉ là nhìn chơi thôi. Nó, nhưng mà mình phải biết đó. Nếu như mình có con cháu còn nhỏ mà sinh ra mà giống như một người tái sinh, giống như đứa bé 4 tuổi đó đó, là mình phải rèn luyện làm sao đừng có cho người ta đến gần nhiều quá, đừng có cho người ta hỏi han gì những chuyện mà xa vời này kia cho cháu nói, đừng có cho cháu nói những điều đó. Khi cháu nói những điều đó nhiều quá, sau này thọ mạng cháu sẽ có vấn đề. Tại vì sao? Khi mỗi lần nói vậy là nó tổn âm đức của mình, vì thiên cơ bất khả lộ, mà mình lộ ra là nó tổn âm đức của mình. Nên mình không có được nói, mình chỉ là giảng dạy Phật Pháp mé mé chơi thôi, chứ đừng có nói thẳng ra, thẳng thần là không có được. Nên trong đạo Phật tu hành nó có những cái cho chúng ta có góc độ sâu sắc để nhìn ra chánh tà. Thí dụ như một con người mà họ nói họ là Phật Bồ Tát gì xuống thế, hay là ông cụ ông kẹ gì đó, nghe không? Mà họ nói xong họ không đi là giả đó quý vị. Còn khi mà họ đã bị lộ rồi là họ phải đi liền thì mới là thật. Như Ấn Tổ á, người ta nằm mộng thấy Ấn Tổ là Đại Thế Chí Bồ Tát, lỡ nói với ngài, ngài gây cho một chập, ngài nói rằng từ hôm nay mà còn nói như vậy nữa ngài sẽ không nhìn mặt người đó. Sau này khi Ấn Tổ tịch đi mới đem câu chuyện đó ra kể. Còn khi lúc đương thờ không dám nói, nói là người ta đi liền đó. Nó nên từ nơi đó tuyệt đối mình đừng có đi tìm những cái mà gọi là nó quá cao siêu quý vị. Mình là phàm phu hay hả, làm việc bình thường đi. Bình thường là đạo, những cái bình thường nhất là đạo đó quý vị, đừng có cao siêu gì chứ á. Nên cái đứa bé mà 4 tuổi đó mà quý vị coi,
người ta mà thấy một cái người ta coi tàu kinh khủng luôn. Mà nhiều người cũng gỡ Nhân Đức, hỏi Nhân Đức vậy là sao sao, nó ai biết thì sao. Ai biết thì sao. Đó là lý luận cho vị nghe đó không. Nếu mà ông bà cha mẹ mà biết đạo, biết tu, mà biết gầy dựng cho cháu thì sau này là trở thành pháp khí. Còn không biết gầy dựng thì cái danh lợi, cái tiếng tâm nó nổi lên, sau này ảnh hưởng lớn dữ lắm. Nó mắc đó quý vị. Ừ, trong cái cõi đời này mà tu thì nó tiến, mà nghỉ tu thì nó lùi. Chứ chưa có chứng quả, chưa có nhiều cực lạc thì sao mà không thối tâm. Chúng ta là Bồ Tát còn thối chuyển, mình về cực lạc mình mới là Bồ Tát không thối chuyển. Nó nên những điều Nhân Đức chia sẻ đây á, cho quý vị nghe để tu á, mà không bị ba trợn nè. Tu mà không có chạy theo hình tướng mà mê tín nè. Tu đơn giản áp dụng Phật Pháp là đơn giản quý vị. Nó áp dụng cho cuộc sống hàng ngày mình á. Buồn thì có buồn, mà buồn chút là hết buồn. Vui là có vui, đã là có vui thì có buồn. Quý vị biết trong cái cuộc đời của chúng ta đó, vui vô lượng mà buồn cũng vô lượng. Tại sao bạn cứ chọn cái vui vô lượng vậy, cái buồn bạn cho ai? Bạn có vui thì bạn tiếp nhận, vì thì chuyện buồn đến với bạn cũng phải tiếp nhận. Vui thì buông ra, buồn cũng phải buông ra. Đúng không? Ví dụ như bây giờ cái bánh mì này nó ngon, bạn lựa cái bánh mì này ngon, còn cái hộp sữa này không ngon, bạn nói mày ăn đi, bánh mì để cho tao. Tâm bậy không? Mình đã tiếp nhận ổ bánh mì thì mình cũng phải tiếp nhận cái hộp sữa. Nên người ta mua cho mình ổ bánh mì và hộp sữa. Bữa nay tặng quý vị người ổ bánh mì hộp sữa. Thấy chưa? Hiểu không? Chứ đâu phải mình lựa cái ngon mà mình chê cái dở. Vậy thì cái niềm vui đến với mình thì cũng phải tiếp nhận, mà cái buồn khổ đến với mình phải tiếp nhận chứ làm sao quý vị. Đúng không? Nên những đức mong á, cái người trong chùa mình á, họ nghe pháp mỗi ngày rồi, vị sống sao mới bị vui dùm cho những đức. Mỗi lần mà những đức thấy quý vị mà nặng nề, trong lòng những đức như là ngà mũi kim bị chích. Hiểu không? Nó nên thấy mấy cô mình mà mấy bà vui á, mình thấy nhà này cũng yên ổn. Nghe thấy mấy cô mình bà buồn á, bà chuyện này chuyện kia, thấy nhà này cũng lu bu. Khi mấy bà vui á, nhà bếp á, nó mát mẻ, tuy là trong bếp nóng nực mà nó mát. Nhưng mà khi mấy bà buồn rồi, những đức thấy chùa sắp cháy. Thấy không? Nên á, mình sống làm sao mà mình thấy được nhiều người vui là bản thân mình được vui à. Nếu mà nhiều người buồn mình vui không có được đâu quý vị à. Nó nên những đức mong làm sao tu hành mở cái tâm lượng ra. Tâm lượng nó mở ra, giống như con bé nó vô chùa nó tu, mới cạo đầu qua, mặt cũng sáng sủa, nhưng mà sinh ra đời thì bé nó cũng có tật chút, tay chân chút xíu à. Nghe mấy cô nói mấy lần rồi, kêu đi từ từ đừng có nhảy, nó đi nó ưu phóng. Nên lính lá của Liên Diệu, mà gãy găng là Liên Diệu cũng chịu trách nhiệm á. Nó phóng quý vị, nó đi nó ưa phóng, rồi tay thì yếu, đi phóng rồi ưa giỡn, vui quá lụp chụp rồi chạy nhanh. Trời ơi, găng mớ hôm qua Nhà Đức khen con là có hàm răng đẹp, bữa nay té gãy hai cái găng cửa kìa, nó gãy hai găng cửa, con bé đó gãy hai găng cửa đó. Thấy chưa? Nó gãy ngay căn cửa đó. Mấy đứa để ý đi, mấy con cẩn thận đi, gì phải đi từ từ. Chùa toàn là sàn gạch không, mà chạy chi mà chạy mà té gãy hai cái găng. Trời ơi, hai cái găng nguyên nó ngon biết mấy, mà bây giờ té gãy hai cái găng luôn kìa. Mới hôm qua khen hàm răng đẹp, nay gãy hai găng. Con thấy ông vừa cạo đầu cái là có thử thách liền, thấy chưa? Vừa cạo đầu là có thử thách liền. Nên phải từ từ hôm nay từ từ, nghe không? Mình yếu mình chơi từ từ thôi. Yếu mà gây gió. Mấy đứa kia nó khỏe thì nó chạy lăng xăng được. Còn cái này yếu mà chạy làm chi? Nên mai mốt bưng cái gì đồ nóng đừng có bưng. Có bưng chậm.
lỡ mà nó phóng vô người ta cái tự tự chết cả đám đó. Kỳ này gãy hai cái răng là báo hiệu rồi đó, thấy chưa? Bởi vì cái gì mà ta khen mình là ghê lắm quý vị ơi, cái cõi này ghê lắm. Hôm qua mấy cô khen bé đó răng đẹp, bữa nay còn đẹp không? Nó còn đẹp đâu, có thấy ghê chưa? Đó nên á, mình tu á mà một ngày nào á mà khi người ta khen mình mà mình vẫn bình thường á, cái đó là người ta khen mình chứ đâu phải là mình cầu người ta khen. Trong Phật pháp tại sao dùng cái câu tùy duyên? Vì người ta chê cũng tùy duyên, mà người ta khen cũng tùy duyên. Có nhiều bà người ta chỉ cần nói tên tới thôi là động, cái tên cũng động. Trời ơi mấy bà mệt thấy ghê. Có nhiều bà trưởng đoàn nói tên không chưa gì hết trơn đã động. Thôi kêu thầy đừng nói tôi nữa, nói với coi chừng tôi bị bắn. Mình tùy duyên hết đi, mình đừng có quan trọng tới, mình đừng có nặng nề, đừng quan tâm tới gì chứ. Người ta chê mình cũng được, mà người ta khen mình cũng được, người ta có quyền đó mà, hiểu không? Nó nên có nhiều cô nói thôi thầy, thầy đừng có khen con, thầy khen con á là con gớt đài. Đâu phải khen mà gớt đài. Nếu như người ta khen mình mà mình cố gắng, mình nỗ lực lên, mình duy trì thì mình càng ngày càng tiến bộ. Sợ người ta khen mình mà mình sanh tâm kiêu ngạo ngã mạn, khi người ta chê mình thì mình buồn phiền, thì mình gớt đài, mình gán chịu. Nó nên không lẽ cuộc sống mình đặt vào vấn đề người ta khen người ta chê. Khen thì vui mà chê thì buồn. Không lẽ cuộc đời mình là bị người ta câu thúc vậy chàng? Các vị nhận thức đi. Nó nên từ cái chuyện của con bé này thôi cũng là một bài pháp. Ai mượn chạy nhanh. Trời ơi, từ hôm nay đi thôi đừng có phóng. Nó ưa phóng lắm. Không chắc nó có tật nó phóng phải không? Tật nó là phóng chứ không phải là nó muốn phóng. Nhưng mà từ hôm nay con niệm Phật, con dịu tâm rồi con đi từ từ đi, đừng có phóng. Phóng một cái lọt xuống đường mương gãy cái răng chàng là chàng. Có mấy cô nói thầy, thầy nó gãy răng vậy có chồng răng nó không? Để răng vậy nó mới đẹp. Là mô đen súng răng. Ai súng răng cũng chồng, nhưng riêng mình súng răng đừng có chồng nó mới mô đen. Nhớ nghe mấy cái người súng răng mà niệm Phật á, mỗi lần cừ á, phải đưa răng hết thì tự nhiên nó thành cái duyên lớn như lắm quý vị. Còn khi cười mà miếm 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 là nó vô duyên đó. Quý vị để ý đi, cái người mà súng răng mà cười ra nghe là có duyên dữ lắm. Như cái nhóm Liên Diệu là có bà sư cô á, mà mỗi lần mà ăn á quý vị, mà mấy chú quay viên ngay bả cái là người ta cười, cả một hội chúng ta cười, là có duyên đó thấy chưa. Mà bả ngộ ra hàm răng trên thì còn, mà răng dưới nó còn có một cái, mà một cái nó dày thòn á, nó dày thòn lên là ngộ ghê á, mà nhìn cái là có duyên liền à. Nên mai mốt mấy cô trong chùa mình á, những đức đi nhổ vài cái, một cô ra nhổ một hai cái răng cửa cho nó có duyên. Ừ, cừ cái là có duyên, như Thảo đâu nè, nhổ một cái đi con, cừ nó có duyên gì đâu, Liên Đình đâu nè. Nó nên từ nơi đó mà thử đi rồi thấy duyên nó dày lắm. Ai gặp cái là người ta cười à, đẹp lắm con, không có sao đâu. Nó quyết định nhổ găng mấy cô nghe các cụ. Nó thấy không, chùa người ta vui vậy đó mà đông người mà sống bình yên đấy vị. Cái niềm vui nó gom tất cả cái vui về, mà buồn nó gom tất cả cái buồn về, nhớ nghe. Nên mình là người niệm Phật là hiện đời vãng sanh á, đang sống gì mà nó đã thay đổi cái số mệnh hoàn cảnh của mình rồi đó, thấy chưa. Hồi đó chưa học Phật á, đi đâu cũng ngồi ủ rũ, bây giờ học Phật rồi đi đâu cũng có nụ cười, phải là vãng sanh không? Vãng sanh chứ gì, thay đổi cảnh giới, thay đổi số mệnh là vãng sanh rồi, hiểu không? Nó nên á, tập cười cho nhiều, tập cười cho nhiều. Cái người mà cười nhiều họ trẻ, nhớ nghe. Mà cười làm sao mà tâm mình nó phát niềm vui thật sự á, những cái buồn nó lội ra chứ, nó lội ra chứ đừng có những cái buồn nó lòi ra, hiểu không?
Nên từ nơi đó mà bây giờ mà vô đây cộng tu có nhiều bà kìa. Nhận Đức nói nghe mấy cái cô vô đây cộng tu mà mấy bà tu mà không đẹp là mấy bà đi về đi. Mấy bà ở nhà mấy bà lo chồng, lo con, lo ăn, lo uống, mấy bà lo tùm lum. Mấy bà vô đây bà không cần lo cái gì hết trơn mà mấy bà tu không à. Niệm Phật không mấy bà vậy mà mấy bà không đẹp nữa thôi mấy bà tu ở đây làm gì. Thấy không? Hay là cơ hội để mà mình an lạc nè. Cái cơ hội để mà mình nhận thức được Phật Pháp nè. Mà cái cơ hội mà người ta tạo dựng cho mình để được bình yên không cần lo nghĩ nè. Mà mình không chịu hưởng cái bình yên này. Có cái bà kia bà gặp như đứa bà nói dạ thưa thầy. Hồi đó con nhà con khổ ghê. Vậy mà khi con vô đây con vui mà khi vui bắt đầu nói nhiều chuyện này. Khi vui con đi đầu này đầu kia con nhiều chuyện. Nên cuối cùng bây giờ con thấy con phiền não lại nữa. Nó thấy chưa? Khi vui thì phải tích tụ năng lượng lại là phải niệm Phật, phải cảm ơn khi người ta tạo điều kiện cho mình, vậy thì mới có phước vui hoài. Còn vui rồi lúc khỏe rồi bắt đầu là đi đầu này đầu kia lết, đầu này lết đầu kia, đi nhiều chuyện thì nó hết phước, hết duyên, thì mai mốt nó hết vô chùa được, nó không có sống được cái hoàn cảnh bình yên này quý vị. Nên con người mà an định tâm thì quý vị mới có kết quả. Như những đứa có đứa cháu nhỏ xíu xíu nó vô chùa. Chùa mình có nhiều đứa nhí không mà nó được á, ở chung ở đây nó vô. Chùa mình nó ở chung với mấy cô rồi nó lên chợ, cái khu Nhẫn Đức mà nó ngồi chơi Nhẫn Đức. Mà cháu Nhẫn Đức tại sao Nhẫn Đức không cho nó lên? Vì sao? Vì cái tật của nó là cái tật lăng xăng. Nên cái người mà lăng xăng lóc chóc không bao giờ đi đâu mà ta chấp nhận mình. Khi làm cái gì là phải rõ ràng việc đó, khi ở đâu là phải nghiêm túc đàng hoàng, khi đi đâu là mình phải hỏi han một tiếng. Người như vậy là người quy tắc, đi đâu người ta cũng thương. Còn cái lóc chóc len chen làm ba mớ chỗ này cái buông, chạy ba mớ chỗ khác, lụp chụp đầu này lụp chụp đầu kia, người như vậy không ai tiếp nhận. Mà nhất là vô ngôi Tam Bảo mình, những đức quan sát, những đức nhìn sơ qua thôi là những đức biết không bao giờ ở trong chùa được. Người ta nói nghèo chưa đáng sợ, thiếu học chưa đáng sợ, xấu chưa đáng sợ. Đáng sợ nhất là con người nó không có tư tưởng. Con người nó không được tiếp nhận giáo dục. Cái người tiếp nhận giáo dục người ta biết lắng nghe. Trời ơi, một người mà ta nói cho hàng triệu người nghe, chắc chắn là người ta phải có một bản lãnh gì kinh khủng lắm mới nói cho nhiều người nghe được gì. Mình chỉ cần chú tâm để ý thôi, mình học được một câu thôi nó cũng đặc biệt rồi. Nó như vậy thì mình sẽ thay đổi cuộc đời mình. Chính những đức khi đi vô chùa nghe thầy chỉ nói một câu. Tôi đi tu mấy chục năm mà tôi đứng giữa ngã tư, từ khi gặp Pháp Môn Tịnh Độ mà tôi mở cái pháp hội niệm Phật chỉ có 5 năm thôi mà các pháp khác 30-40 năm cũng chưa bằng. Nghe một cái thôi tiếp nhận liền. Thấy không? Vừa nghe một cái thôi trong lòng như Đức nói nè, từ ông này ông đi tu mấy chục năm mà ông nói câu này, tôi không thể nào đi mấy chục năm như vậy được. Tôi phải trực chỉ đi thẳng luôn. Nên niệm Phật luôn tới bây giờ. Thì thời gian của những đức rút lại, những đức chỉ trong vòng 5 năm thôi là duyên đã đến. Thấy không? Nói quý vị coi, chỉ có một câu vật hiệu mà phát triển mạnh chưa. Nên từ nơi đó chúng ta phải tiếp nhận tư tưởng. Tư tưởng là cái cực kỳ quan trọng để thay đổi số mệnh cuộc đời của mình. Con người mà cứ dậm chân một chỗ cả đời của mình không phát triển được. Nhà mình nghèo từng đời, ung thư từng đời, gia đình con cháu không hạnh phúc từng đời là do gì? Dậm chân một chỗ, không phát triển lại. Thí dụ như bây giờ gia đình ung thư từng đời, con cháu chết yểu từng đời, gia đạo không phát triển nghèo nàn từng đời, gia đạo này là nó bị nghiệp chướng trở ngại. Mà bây giờ chuyển xây nghiệp chướng chỉ có Phật Pháp à. Chỉ có Phật Pháp mới chuyển xây nghiệp chướng, quý vị coi nè. Bây giờ cả dòng họ Nhẫn Đức lọt ra mình Nhẫn Đức đi tu. Quý vị thấy không? Từ khi sinh ra cho tới 29 tuổi quý vị thấy Nhẫn Đức được cái gì? Dù là cha mẹ Nhẫn Đức cho cái thân Nhẫn Đức đó, nhưng nếu Nhẫn Đức sống tới bây giờ luôn được cái gì? Và chết luôn được cái gì? Đi đâu? Đọa lạc. Chắc chắn quý vị luôn. Nhưng mà từ 29 tuổi Nhẫn Đức gặp Phật Pháp, phải thay đổi cuộc đời không? 100% thay đổi cuộc đời. Đó.
Bây giờ mà nhận đức mà nói bây giờ mà không đi tu, bây giờ nhận đức với bạn tài cũng chưa chắc còn thăng tới bây giờ. Vì cái kiểu mà ngày xưa còn thanh niên thì bạn bè còn chưa thăng được. Nhưng bây giờ bạn phải lo cho vợ con, nhận đức lo cho vợ con. Mà mình nghèo quá mình cứ đi rủ ông này đi nhậu hoài. Nhậu hoài với con vợ nó càng nhằn. Càng nhằn giết rồi, thôi bạn ơi tôi bạn ít chơi lại đi. Chơi hoài giết vợ chồng nó không có vui. Giết mà thấy trời trời, bây giờ mình làm cực quá, ngày xưa còn thanh niên thì là xài tiền không có suy nghĩ nhiều. Nhưng mà khi có vợ có con là suy nghĩ, vì còn cái gánh nặng của gia đình. Mà nhậu hoài là giết mắt tình bạn luôn. Nhờ đi tu đó. Mà bây giờ mình không có ăn nhậu, bạn bè giết từ từ nghỉ nhậu. Vậy mà bây giờ tình bạn càng ngày càng phấn khích, càng ngày càng thăng. Thấy rõ ràng không? Đó. Thấy không? Thay đổi cuộc đời. Thêm cái nữa là ngoài đời một mình lo không xong. Vậy mà đi tu bây giờ nuôi bao nhiêu con người, làm bao nhiêu chương trình được quý vị coi. Phải thay đổi cuộc đời không? Mà bây giờ vui nhiều lắm. Hồi xưa trên thành phố mà đâu có vui bao nhiêu. Bây giờ vui nhiều lắm, ngày nào cũng cười. Cười muốn rớt răng luôn. Mỗi ngày cười, cười quá trời cười luôn. Thì quý vị coi quá hạnh phúc rồi còn gì. Mà lúc nào cũng thoải mái chứ, ai gặp cũng thấy thoải mái. Mà lại được quen biết rất nhiều tầng cấp của xã hội. Chứ nếu như ngoài đời thì làm gì mà giao tiếp được nhiều tầng cấp xã hội dữ quý vị. Đúng là những đức thấy Phật Pháp hay quá trời là hay luôn. Hay không tưởng tượng được luôn. Đó. Nếu như mình tiếp nhận Phật Pháp mà mình nhận thức được thì lợi ích lắm. Như Hòa Thượng mình, nếu như ngày ngoài đời mà ngày đi có vợ có con, bây giờ Hòa Thượng có giàu lắm thì cho cắt được căn biệt thự đi. Làm gì Hòa Thượng có một cái cơ ngơ lớn gì. Không có cửa đó đâu. Rồi cuối cùng khi chết đi rồi thì con cái nó cũng chia tài sản cho nó. Mà có khi nó không vừa lòng, nó còn đánh lộn với nhau. Bây giờ cuộc đời đi tu cuối cùng tạo ra một cơ ngơ vậy, quý vị thấy nó quá ý nghĩa. Cái cơ ngơ đó là cái cơ ngơ nhờ Phật Pháp cho mình mới được vậy. Nên những đức nói với quý vị nghe, cái tâm con người mà khi tiếp nhận đạo, quý vị nghe Pháp mà được lợi ích thì mở cái tâm ra. Quý vị mà mỗi ngày mà buồn vui lẫn lộn cái làm hoài á, là do cái tâm ích kỷ mà ra đó. Cái tâm ích kỷ nó mới buồn phiền cái này cái kia. Và cái tâm muốn nắm giữ người ta, quý vị mới thường buồn phiền. Còn nếu như quý vị mà biết buông ra là quý vị sẽ có tất cả. Buông tất cả là quý vị sẽ được tất cả luôn. 100% với quý vị. Bây giờ nhận đức sống với đại chúng trong chùa nè, ai nhận đức cũng sống chung chứ. Tùy theo duyên phước với nhau mà sống. Có duyên thì gặp nhau nói chuyện thêm vài câu. Còn không có duyên thì nói chuyện ít vài câu. Còn nếu không cười một cái xong. Tùy theo nhân duyên mà giao tiếp. Thấy tự tại ghê không? Nó nên chúng ta không có nên miễn cưỡng quá nặng nề. Đã là không thuận thảo thì nói chi cho nó nhiều, cho nó mệt. Đừng có hạn thôi. Đừng có hạn. Mình học Phật là hiểu rồi. Đừng có hạn. Tại vì nó không có duyên của lời nói. Nó không có duyên của lời nói thì nói không có được. Thôi thà chúng ta gặp nhau A Di Đà Phật. Mà từ từ có khi nó còn có duyên của lời nói. Nên những đức mong chúng chùa mình ai cũng duy trì cái lối sống đơn giản. Chị em sống chung với nhau trong đây, lỗi lầm thì ai cũng có, nhưng đừng có ác tâm. Lỗi lầm thì ai cũng có, nhưng đừng có ác tâm. Ác tâm thì không phải người tu. Ác tâm không phải người tu. Và thêm cái nữa là trong nội bộ sống, đừng có đi chăm chọt người khác. Đừng có lấy lời này nói người kia nghe, chăm thọt lời kia chăm thọt người nọ, để phá hoại tăng đoàn. Tội này nặng lắm. Và thêm cái là ở đâu ở yên chỗ đó đi. Ở đâu có lo tu tốt ở nơi đó. Đừng có nhảy tưng tưng. Cứ nhảy tưng 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 tưng. Cuối cùng nó quay lại tưng 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 tưng. Nên phước duyên nó đưa đẩy mình đến chỗ tốt. Chứ không phải là mình đi chọn chỗ tốt được đâu. Nếu chọn chỗ tốt được thì những người khôn đã chọn chỗ tốt hết rồi. Không có ai mà ở trong vị trí xấu đâu. Nhưng mà phước duyên quý vị có để người ta vô chỗ xấu nó cũng thành tốt. Cái người mà đã có phước duyên quý vị bỏ họ vô căn nhà lá, một năm sau trở nó thành căn nhà đúc. 100%. Cái người mà thiếu phước duyên quý vị bỏ họ vào căn biệt thự, một năm sau nó chuyển thành căn nhà lá.
cái chỗ đó nó bị sụp, sụp đất. Cuối cùng nó cắt căn nhà lá kế bên, nó ở cho qua ngày đoạn tháng. Đã là không có phước duyên thì bạn có cầm được cái gì đâu bạn ơi. Ta nói có phần thì có phước thì có phần, không cần nó cũng đến nữa. Còn đã không có phước thì không có phần đâu. Bạn có đi chi cầu cũng bằng không, cầm vào nạn càng đến với bạn. Nó không có phước mà cầm vô làm chi. Nên chúng ta sống trong cuộc đời này, những ngày tháng sống bình yên gì là đặc biệt nhất nè. Biết đủ thì thường vui à. Quý vị sống được gì là mừng lắm rồi. Quý vị hãy sống bình yên đi. Đó là hạnh phúc nhất của quý vị đó. Và cái quan trọng là mỗi ngày chúng ta gầy dựng cái tâm giải thoát nha quý vị. Nhớ nghe. Đó. Gầy dựng niệm Phật, phát triển cái tâm giải thoát cho nó mạnh lên. Nhất là mấy bà cụ già rồi đó, phải siêng niệm Phật ngay các cụ. Rồi những người đi đến đây cộng tu á, mà đi về nhà cũng phải siêng niệm Phật. Rồi mỗi ngày nghe Pháp, niệm Phật, vậy thì nó yên dữ lắm nghe. Còn mỗi ban làm việc á, cứ nỗ lực mà làm đi. Cái khâu mà có một hai người cứ nỗ lực mà làm, chứ đừng có một hai người mà cứ than van. Than van với nó thành con khỉ khô á. 100% mới bị ti làm nhiều mà không được gì. Tại nó làm mà nó bực bội. Nó thí dụ như rửa nhà vệ sinh có một hai người mà rửa 3-4 dãy, cứ rửa cho tốt đi, mà rửa cho thiệt là vui, làm cho thiệt là vui đi. Phật Bồ Tát nhìn thấy hết trơn, đâu có bỏ quý vị đâu. Mà Phật Bồ Tát không thấy quý vị là do cái tâm quý vị không vui. Cái tâm làm mà nó bực dọc khó chịu là không bao giờ cảm với Phật Bồ Tát đâu. Không có cho một bóng nào đến với quý vị nữa. Chứ đừng nói con người. Quý vị hãy làm cho thật tốt đi. Phật Bồ Tát biết hết trơn. Trời ơi đừng có lo, cứ làm cho tốt đi, không có chết đâu. Chết thì thôi. Nên từ nơi đó Phật Bồ Tát biết hết trơn, yên tâm đi. Cái khâu nào cũng vậy, đừng có bao giờ khâu này kéo khâu kia kéo khâu nọ. Đừng có lo, cứ làm cho tốt đi, tự nhiên người sẽ đến với khâu mình à. Nó nên á, ở bên kia có 200-300 người già. Hai bà thích nhau, thương nhau lắm. Nhưng mà ngày nào cũng chửi nhau. Vô duyên. Mà quý vị thấy trong cuộc đời này có gì không quý vị? Nhiều lắm, thương nhau, thích nhau mà chửi nhau hoài à. Bà này bà chửi bà kia, giết bà kia, bà bị tiêu cực. Nhưng Đức Quang Đức nhìn cái mặt bà kia, Đức nói bà này sắp chia tiêu nè. Chắc chắn là tâm trạng có vấn đề, mặt xanh lè xanh lét. Mới hồi sáng như Đức qua bệnh, gặp những Đức bước ra. Dạ thưa thầy, con nghỉ chăm bệnh rồi. Những Đức nghe vậy, những Đức nói mô Phật. Tự nhiên vừa mới qua chưa chân liền cục đá cái rầm. Mình mới qua mới mở cửa xe bước xuống cái, bước ra chạy cái dù ra. Dạ thưa thầy, con nghỉ chăm bệnh rồi. Nhưng Đức nói mô Phật. Thấy chưa? Nên á, cái khâu của mình làm á, khó thì khó, nhưng mà phải khó đúng nơi đúng chỗ. Đừng có khó tàu lao bác xế mà cứ la chữ người ta hoài, giết người ta tiêu cực. Con người chứ đâu phải là con thú đâu. Mình chửi người ta hoài, giết nó cũng tức chứ, nó tiêu cực chứ quý vị. Con chó mà bị chửi nó hoài, nó còn quay nó bóp quý vị. Đừng nói chuyện giỡn. Vì thử đi. Con chó bị đè, nó bị quýnh nó hoài, nó quay cắn quý vị đó. Tức quá mà. Thấy không? Nên con người mình sắp xếp, mình làm việc với người ta. Mình có sắp xếp người ta, nhưng mình cũng đừng có la người ta, mình chửi người ta hoài. Cái bà kia bà nó chạy, bà nói dạ thưa thầy, con là con thương bà nhiều nhất, con càng nói bà con càng thương bà. Nhưng Đức nói mô Phật. Tôi cũng không ham chửi tôi hoài bà thương tôi đâu bà. Ô bà, tôi mong bà thương tôi, bà đừng có chửi tôi. Còn nếu không bà ghét tôi thì bà cũng đừng có chửi tôi. Chứ tôi không có mong mọi cái chuyện thương tôi mà chửi tôi đâu trời. Thương tôi mà nói tôi hoài tôi không có ham đâu bà. Ô bà mô Phật. Xong ngồi xuống nói này nói kia nỉ non rồi mới đầu làm lại. Xong mới nói chút cái nói dạ tôi thầy vậy con phát tâm lại như Đức nên mô Phật. Thấy chưa?
Nghĩ làm thì cũng mô Phật, mà làm lại thì cũng mô Phật. Nói mấy bà không mà quý vị thấy không, phụ nữ như là mưa nắng tắt thường, lúc thì bão tố cuồng phong, lúc thì mưa rào, mà lúc thì nắng ấm ấm, lúc thì nắng chang chang. Trời ơi, bởi vì mình mà gần phụ nữ giết cái không khéo mình cũng thành đực không đực mà cái không cái. Tại vì nó làm giết quý vị bị loạn tâm, giết mình chuyển giới tính luôn, giết mình không thích nữ mà mình thích nam. Bởi tôi thấy lúc này tôi ưa bị e bị ngộ vậy, lúc này sao e ngộ ghê, thấy chưa? Biết sao kỳ cục, chắc gần mấy bà này bà liền giết, bây giờ tự nhiên thích nam. Ghê quá quý vị ơi, bởi vậy mà không có định tâm giết chắc chết quá. Nghe không? Vì nhà vì thấy có hai đứa con gái mà cũng muốn chết mồ luôn. Nó ganh tị với nhau, cái này cái kia cái nọ, không chi là đông y y gì. Nhờ Phật Pháp dạy nó mới được gì đó quý vị ô. Thí dụ như đa phần con người ta, cái ban đầu mà chưa biết người ta kỹ tính. Nhưng khi người ta biết rồi tôi ưa ẩu tả vì đa phần là bị cái bệnh biết rồi ưa ẩu tả. Thường là biết là cứ ẩu tả. Mình phải duy trì cái kỹ tính của mình nó mới thành công. Nó ẩu tả là cái nguy hiểm cực kỳ. Thí dụ như một buổi giảng hư viên đâu có lấy lại được đâu quý vị, đâu có lấy lại cái cảm giác đó được đâu. Nên người tu hành, vì sao mà có những người tu hành ta vui nhiều, có những người tu hành thì thường khùng hết trơn. Hồi đó có ông vô chùa ông cộng tu, ăn tổ ngày nói dán chữ chết lên chán, làm gì có chuyện tổ sư đi dán cái chữ chết trên chán treo lên chân mài chợ. Đó là câu nói nó có ý nghĩa sâu sắc nằm bên trong. Làm gì có cái chuyện mà tổ sư mà đi dán cái chữ chết lên chán treo lên chân mài bắt chợ. Bản thân những đứa còn chưa làm, đứa nó chưa tổ sư đi làm gì. Phòng của ăn tổ thì viết ngày chữ chết, ngày thường nhìn để nhắc nhở vô thường, nhắc nhở vô thường thôi. Chả đi ra trái xăm chữ chết ngày chán vậy, một tuần sau ba trận luôn quý vị, thấy chưa? Thì biết vì sao ba trận không? Vì nhiều người người ta nói mình không bình thường nên viết mình không bình thường thiệt. Ta nói mình không bình thường nên viết mình không bình thường thiệt luôn đó quý vị. Cái người á mà như tế công đâu có đơn giản đâu. Tất cả những gì hành động làm lạ thường thì biết nắm rõ chân, nắm hết, nên người ta rất là có trí tuệ. Còn mình làm mình không có biết nên mình thành không bình thường. Đó, đâu phải học như tế công dễ đâu trời. Bậc A-la-hán tái thế, người thật vì thật, nên mới làm cái chuyện lạ thường mà nắm rõ trong tầm tay, nó mới thật sự là trí tuệ. Nên tu hành mình có phương hướng giải thoát, nhưng mà mình phải làm sao đi con đường dài mới hay. Đừng có đi nhất thờ, đừng có đi mà cái kiểu mà thời gian cái bắt đầu là mình bỏ cuộc, uổng công vô ích. Nên cái gầy dựng là cái cực kỳ quan trọng. Như hồi đó những đức tập chia sẻ Phật Pháp, mà những đức gầy dựng tới bây giờ luôn, bao nhiêu năm nay một ngày như một, có nghĩa là bao nhiêu năm nay như một ngày, không thay đổi, mới có được ngày hôm nay lão luyện. Khi ngồi nói chuyện cái là bao nhiêu chuyện đều quay về, nhớ hết tất cả các việc chuyện hết, không cần phải gọi là soạn bài soạn gì chứ, mà bao nhiêu câu chuyện kể rõ ràng rành mạch. Là từ đâu? Là từ cái tâm mình nó đơn giản bình dị, rồi nó không có lo sợ. Nên cái nó khi cái tâm không lo sợ á, con người nó mới phát sinh trí tuệ. Con người mà khi cái tâm lo sợ, bận tâm lo âu một cái là con người mình nó bị bế tắc liền, là con người mình không có sanh trí tuệ đâu. Nó nên trước mọi người đi, có khi mình ngồi mình nói chuyện bình thường mình nói như sáo vậy đó, mà mình lên chứ ở đây mình ngồi mình đứng nói chuyện mấy câu đó coi. Ví dụ như bây giờ đi trong chùa đông đông gì thử kêu một cô nào lên đứng đây đó coi, lên đây là trái tim nó chạy lên ngay cần cổ, nó nghẹt lại không nói được một câu nữa. Nên mình tu hành đó quý vị,
Mình mà biết áp dụng á, người trên mà biết điều chỉnh á, là chùa nó mới được yên gì nè, nó không có khùng đó. Gặp mà những đức mà không ngó ngàng đến, để cho thí đại đi, bằng đêm không ngủ nghe, ngồi im im niệm Phật, rồi sáng 11, 12 giờ khuya thức đi niệm Phật thời gian đi. Rồi trong đây quý vị coi có những người nó ba trợn nó điên nè. Nó lúc trước có một ngôi chùa, cái ông thầy này ông siêng tu thấy ghê, ông siêng niệm Phật quá trời siêng luôn, ông cầu sanh cực lạc, phát nguyện đồ mạnh còn hơn cái gì. Thường thức khuya không có ngủ niệm Phật. Tự nhiên sáng bữa đó ông leo lên pho tượng Bổn Sư, ông ngồi trên vai, còn cái búa ông đập vô cái đầu pho tượng Bổn Sư. Ông nói ta là Phật thì không còn tượng Phật nữa. Ông lấy cái búa ông đập vô cái đầu pho tượng Bổn Sư, quý vị nó thấy chưa, điên loạn luôn, nó thấy nguy hiểm ghê chưa. Còn ở đó nhà đứa cái khu chuyên tu có một chú này tên chú Tài. Chú Tài trong chùa chứ không phải chú Tài ở đây. Thì vị biết rằng á, ông chú khu chuyên tu cũng siêng niệm Phật còn hơn cái gì nữa, quá trời siêng niệm Phật luôn. Ông làm cái gì cái miệng ông cúng gì nè quý vị, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật, Ai Di Đà Phật. Mà niệm cái dạng này là cái niệm không phải tinh tấn. Cái dạng niệm Phật này là không phải tinh tấn. Ai Di Đà Phật, 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 Ai Di Đà Phật. Ông làm cái gì muốn niệm gì đó. Thầy khen ông đừng có nói nữa, tàu ô cái ông này ông niệm Phật giỏi gì đâu. Mình hồi đó mình mới tu thì mình nói thôi tôi không chắc ăn ông này. Thấy ông này là không bình thường. Nội mà mình niệm Phật cái giác quan của người mình nó nhạy lắm. Trước mặt người ta mình niệm Phật vài câu là mình biết mình có nên niệm ra tiếng hay không trước mặt người đó rồi. Con người niệm Phật nó có một cái giác quan cực kỳ cao luôn. Khi trước mặt người ta mình niệm vài câu Phật hiệu thôi, mình làm cái gì trước mặt người ta mà là mình đã cảm nhận là người ta có tiếp nhận mình hay không rồi đó. À, là tự nhiên mình điều chỉnh liền à. Còn mình niệm Phật là cái đặc biệt nhất là diệu tâm mà niệm. Cái đó là thô tâm mà niệm đó, ép tâm mà niệm, nó không có diệu tâm. Cái người mà diệu tâm họ niệm một câu họ cũng đặc sắc nữa. Còn cái người mà thô tâm họ niệm cái đó là họ ép họ niệm. Họ niệm với thần kinh họ căng thẳng. Ông niệm một thời gian quý vị, tự nhiên bữa đó buổi trưa 12 giờ trưa, tự nhiên ông mở cửa phòng khu chuyên tu ra, cái ông đi, mà ông nhắm đường đi, ông đi hoài vậy nè, đi xuống tới Phi Nôm chứ, là mấy cây số. Thì nói ủa chú này đâu có tiêu người ta, kiếm ông khu chuyên tu thì nho nhỏ kiếm ông quá trời. Thì bắt đầu đi ra ngoài kiếm ông, lấy xe chạy đi kiếm thì thấy ông đi ngông 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 ngoài đường, thấy không? Đó, nhìn riêng niệm Phật thấy ghê mà niệm ra khùng hết trơn. Là do gì? Căng thẳng thần kinh mà niệm. Thêm cái nữa là gì? Ép tâm mà niệm. Muốn niệm cho đạt công phu, muốn niệm cho công phu gì đó, thì tức khắc căng thẳng thần kinh ba trơn luôn. Nên người tu hành mình á, tính nguyện niệm Phật, dịu cái tâm mà niệm Phật, càng niệm càng vui là đúng. Nghĩa là càng niệm Phật càng vui vẻ là đúng nhất đó quý vị. Nhớ kỹ nghe. Còn vì niệm Phật quý vị căng thẳng thần kinh, quý vị nặng nề, là quý vị niệm Phật quý vị coi dịu cái tâm lại à. Nên từ nơi đó đó, mình tu làm sao mà cho nó nhẹ cái tâm mình nhất đó. Tu sao mà càng tu cái tâm nó càng nhẹ là đúng. Đúng rồi đó quý vị. Giống như quý vị chạy xe ngoài đường á, xe nhiều nhưng mà bên nào nấy chạy. Không chỉ vì niệm câu Phật hiệu này, không chỉ câu Phật hiệu này, vì niệm mà quý vị đi dùng câu Phật hiệu, quý vị đi quýnh lộn với vọng tưởng, sai rồi tớ. Câu Phật hiệu là giác ngộ, mà mình đem câu Phật hiệu mình đi quýnh lộn với vọng tưởng. Nhiều người niệm Phật mà đem câu Phật hiệu quýnh lộn với vọng tưởng quý vị, là A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Giờ cái lúc mà niệm Phật đó, cái vọng tưởng là dụ như muốn ăn cơm, muốn đi chơi, muốn cái gì cái gì. Lúc đó lúc đang niệm Phật nó muốn gì, cái A Di Đà Phật, cái đem câu đây A Di Đà Phật có Phật hiệu, câu hiệu này A Di Đà Phật. Còn đây là muốn ăn cơm là cái micro A Di Đà Phật đè micro, A Di Đà Phật đè micro, A Di Đà Phật đè micro. Trong khi cái micro nó khoát vọng tưởng, nó không có đè A Di Đà Phật, mà mình là người niệm Phật, chữ Phật là giác ngộ, mình đi lấy cái câu Phật hiệu mình đi đè micro, cuối cùng mình niệm Phật mà trở thành đấu đá trong nội tâm. Nên niệm Phật như vậy là sai. Phật vậy là sai rồi đó. Nói rất dễ hiểu luôn, cực kỳ dễ hiểu luôn. Nên á, tổ sư nói câu
Vọng tưởng nhiều, vọng tưởng ít, thiện niệm, ác niệm mặc kệ. Chúng ta cứ duy trì niệm Phật, niệm Phật là duy trì niệm Phật, không cần dùng cái vật hiệu đè phục cái gì hết. Vọng tưởng đến nhiều bao nhiêu cũng mặc kệ, chúng ta cứ lo niệm Phật. Người niệm Phật như vậy tức khắc công phu đắc lực, công phu tức khắc đắc lực liền, không bao giờ xảy ra vấn đề khùng ba trận. Nên chùa mình, nghe quý vị, chùa mình là không bao giờ có cái chuyện mà ngồi im niệm Phật. Chùa mình là tuyệt đối không cho luôn, vì những đức đã trải qua quản chúng, những đức kinh nghiệm hết rồi. Không bao giờ cho cái chuyện ngồi im niệm Phật nè, không bao giờ cho cái chuyện bạn thức sớm bạn đi tu trước, không bao giờ cho. Bạn ngủ phải thời gian tương đối với người ta, bạn thức dậy rồi bạn đi tu. Tuyệt đối bạn không có cái chuyện đi trước người ta đi tu mình, hoặc đi lại Quan Âm gì một mình. Thường những người này là những người không bình thường. Họ lại nói câu rằng con nghiệp chướng quá nặng nề thầy ơi, nên con phải đi tu sớm, đi tu nhiều để cho tiêu trừ nghiệp chướng. Quý vị sai rồi. Nghiệp chướng hay không nghiệp chướng, nó chỉ có một ý niệm mà thôi. Trong kinh của Phật nói rằng, nếu như nghiệp chướng chúng sanh có hình tướng thì tặng hư không khắp pháp giới này cũng không có chỗ chứa. Bạn tu hành bạn lại muốn dẹp nghiệp chướng thì bạn mãi mãi là tăng trưởng nghiệp chướng, vì tâm của bạn là đặt ngay nghiệp chướng. Còn nếu như bạn chỉ cần nhớ Phật, bạn chỉ cần đặt vấn đề niệm Phật, bạn chỉ cần nhớ Phật là được rồi, không có nói nhiều ít gì, nhưng chỉ cần bạn đặt ngay vấn đề niệm Phật giải thoát thì tức khắc không có nghiệp chướng gì hết trơn. Nên chùa mình đông người mà không có điên là do cái gì vậy? Là do cái tư tưởng như đức hướng dẫn đờ đạo kết hợp lại. Có những lúc đạo giải thoát gầy dựng, nhưng có những lúc đờ làm cho họ vui. Hai bên này nó kết hợp lại đờ và đạo, quý vị, nên không bị điên. Chứ nếu không ở trong đây chừng ba bà điên thôi, cái chùa này cũng muốn chết mồ luôn. Điên chừng ba bà thôi là đủ chết rồi. Đừng có nói chuyện giỡn chơi. Thì ba bà điên mới chạy vòng vòng, mới cởi quần cá áo mới chạy vòng vòng chùa này. Mấy ông thầy chịu nổi không? Không nhận ngô mà không gặp kêu tờ ô tờ. Mấy chú ô cầm cái mền ra, mấy chú ô chùm ở lại, mấy chú ô kêu đi ông xin ông tiếng đồ ông nhớ ông nhắc. Mà kiểu nó ra cùng ba trận rồi nó mạnh ác đạn. Năm sau ông bay vô nó giặt ba năm sau ông. Le lử hết trơn. Cấp đó bị thấy lọn chùa chưa? Chùa lõn ơi, nó nhờ đông người gì đó mà ai cũng tỉnh táo, mặt mày ai cũng sáng sủa, thấy không? Mấy cô tu nghe lâu lâu mà tâm trạng mấy cô chỉ cần phóng cái từ trường gì lên là nhìn mấy cô là biết liền. Mình tu hành á, mình thấy ai vui mình mừng giùm cho người ta thì mình vui liền. Mình thấy ai vui trong lòng mình cũng cảm thấy khó chịu nữa thì tự mình làm khổ cái tâm của mình, thấy không? Mình thấy người ta vui mình mừng giùm cho người ta. Tại vì những đức từng nói rằng ở trong chùa không à, nó không có được đi đâu hết trơn á. Có khi mình gặp mình nói chuyện đồ, mình chọc cho nó cừ để mà nó vui, để nó đừng có điên. Tờ ơi quý vị ơi, nó mà không cừ đi, tuổi trẻ nó mà không cừ đi, bắt đầu nó nghĩ cái chuyện tàm là tàm xàm bắt láp. Chuyện năm trên xóm dưới, chuyện tàu lao bắt xế, nó nhìn đủ chuyện tầm bậy hết trơn. Vì khi nó không cười là những cái thứ tàu lao quay lại, ghê lắm. Nên thà mình chọc nó cười một chút, như vậy mà nó cảm thấy hả hơn. Nên những đức nói vị chùa này mà không có những đức, đừng có mong cái nhóm trẻ này ở chùa được mất công. Không có đâu. Mà có ở thì cũng là như con khỉ khô. 100% quý vị như con khỉ khô. Không có bao giờ mà thịt thà mập mạp đầy đủ gì đâu. Con khỉ khô á. Rồi nghe người này chỉ này, người kia chỉ kia, rồi nó tào lao hết trơn. Người chỉ cách tu này, người chỉ cách tu kia, nó tào lao sạch nhất. Nó hồi đó có cái cô đó, hồi đó mới vô chùa của tu, của sáng sủa của đẹp chứ ghê. Cô nghe pháp vị thầy này giảng niệm Phật theo kim đồng hồ. Trời ơi, bà ép tâm bà niệm theo kim đồng hồ. Đặng nhiếp tâm đấy vị. Bà niệm một thời gian bao nhiêu con khỉ khô luôn. Quý vị thấy không, cái căn tính con người mình, quý vị thấy chưa?
Người xưa người ta làm được, người bây giờ là đơn giản nhất quý vị ơi. Tu sao mà thấy ăn được, ngủ được, vui vẻ là người ta nhìn người ta đã muốn tu rồi. Chứ tu mà như con khỉ khô ai mà tu. Những đức hỏi quý vị có siêng tu cỡ nào, nhưng mà bây giờ quý vị ngồi đâu quý vị cũng. Vậy ai tu? Ai nhìn quý vị mà muốn tu? Cái chùa này người ta về ào ào, chủ nhật người ta về mấy ngàn người. Thứ bảy người ta về ào ào là do những đức vui mà người ta về. Chứ những đức mà buồn buồn ai về làm gì chợ? Không bao giờ mà về đâu quý vị ư. À, không có bao giờ mà những đức buồn mà người ta về chứ á. Ai mà đi tìm cái buồn vậy? Mà tìm là tìm cái vui, tìm buồn làm gì? Nó tu là vui vẻ. Tại sao thế giới cực lạc mình muốn về? Vui vẻ mà mình về đó. Nên á, khắp nơi nơi nghe những công đoạn này, tu là muốn giảng sanh, là thật sự muốn giảng sanh. Nhưng mà quý vị phải nhớ kỹ, Phật Pháp á, là giải thoát hiện đời, chứ nó không phải là chết, đợi mình chết mới giải thoát. Chúng ta đã hiểu lầm Phật Pháp rồi. Phật Pháp là hiện đời tu, là hiện đời tâm giải thoát. Cái tâm giải thoát là sao quý vị? Không có buồn ai để trong tâm lâu chứ. Con người thường vui. Đó là quý vị học Phật nó đã có cái kết quả giải thoát rồi còn gì. Nên á, cái hiện đời mình tu này nó quan trọng nè. Chứ bây giờ mình tu mà tới nào mình chết mình mới giải thoát. Vậy thì cái Phật Pháp nó đâu có lợi ích hiện đời đâu quý vị, ai mà học. Bây giờ quý vị nói bây giờ tôi siêng niệm Phật lắm, mỗi ngày tôi siêng niệm Phật lắm, là khi tôi chết tôi được Phật A Di Đà trước tôi về cực lạc. Nên tôi rất là siêng niệm Phật. Mỗi ngày tôi phải buông xả, nên tôi không cần đánh răng. Tôi không cần tắm. Tôi bận đồ rách rưới chơi vậy đó. Tại vì cái cõi này, đời cái cõi ta bà này tôi phải buông xuống. Thấy không? Tôi không có nặng nề cõi đời này nữa. Cái thân xác này tôi không có quan tâm đến. Mình không quan tâm thân xác mình. Nhưng mà mình đi lại ngồi gần người ta mình thúi ình ai chịu nổi. Tại vì mình đang còn ở cõi này mình thúi quá. Thì bây giờ ai mà chịu cho mình đến gần? Mình học Phật vậy ai mà ham học. Tờ ơi Phật Pháp mà như vậy chứ Phật Pháp bị giải phóng rồi quá. Chứ đâu có còn tồn tại ở cõi ta bà này đâu quý vị. Nhờ Phật Pháp nó phong phú quá. Mỗi thời đại là nó phù hợp. Mỗi gia đình nó phù hợp. Mỗi con người nó phù hợp. Giàu nó phù hợp giàu, nghèo nó phù hợp nghèo, có vợ nó phù hợp có vợ, có chồng nó phù hợp có chồng, bê đê nó phù hợp bê đê, bê tông nó phù hợp bê tông. Cái dạng nào nó phù hợp cái dạng đấy quý vị. Xuất gia phù hợp xuất gia, cư sĩ phù hợp cư sĩ nó. Rồi người bệnh hoạn phù hợp bệnh hoạn, mỗi căn tính nó phù hợp. Nên từ nơi đó mà Phật Pháp nó mới thịnh. Chứ nếu như mà Phật Pháp nó đi ngược lại không, sao Phật Pháp thịnh hả quý vị? Sao Phật Pháp thịnh? Nên con người mà khi có phước báo đó quý vị, cái sự tư duy quý vị nó sẽ rất là mở rộng. Nên con cháu của mình sanh ra quý vị, chỗ mà quý vị cho con cháu quý vị một món quà đáng giá nhất của cuộc đời này là cái gì? Quý vị giáo dục con cháu quý vị có cái sự mở rộng tâm lượng. Khi duyên phước con cháu quý vị mà lớn rồi, để nhìn con cháu quý vị là người ta tiếp nhận liền. Nhìn con cháu quý vị là người ta tiếp nhận liền. Những đức nói quý vị, một con người nghèo mà không bao giờ có cơ hội mà thay đổi số mệnh là con người gì quý vị biết không? Là con người này rất tiêu cực trong cuộc đời. Nghèo nhưng mà lúc nào cũng khổ. Nghèo kế bên là khổ. Con người này sẽ không bao giờ thay đổi được số mệnh của cuộc đời. Nếu như quý vị nghèo mà không khổ thì 100% quý vị sẽ thay đổi số mệnh của cuộc đời. Chắc chắn quý vị luôn. Quý vị biết rằng là đa phần con người nghèo đều mang tâm tiêu cực. Phần nhiều là nghèo mang tâm tiêu cực. Và nghèo thành một cái tư tưởng tích trữ giữ gìn. Đây là một nội tâm mà không bao giờ thay đổi được cái số mệnh của cuộc đời mình. Một con người tuy nghèo nhưng con người này lại rộng rãi, lạ kỳ. Họ có một buổi ăn mà họ dám đem cho người ta ăn hết. Con người này nhất định với quý vị, thế nào họ cũng gặp cơ hội để thay đổi cuộc đời à. Chắc chắn quý vị luôn. Tại vì sao? Từ cái tâm đó của họ mà có người tiếp nhận họ quý vị à. Những đức ngoài đời cũng nghèo nè.
mà nghèo mà xạo, nghèo mà chơi sộp, nghèo mà chơi sạch nhách luôn. Nên cuối cùng khi đi tu, những đức lại có cơ hội. Thấy rõ ràng chưa? Và khi những đức nghe cái gì là những đức để ý nha quý vị. Nghe cái gì là để ý à. Hồi xưa những đức coi chuyện Tam Quốc là những đức để ý gì? Ba anh em của Lưu Bị, Quan Trường và Trương Phi. Để ý. Tự nhiên bị ảnh hưởng những cái con người vậy đó quý vị. Đó nên con người chỉ cần có một cái tầm nhìn về những nhân vật quan trọng thì cuộc đời quý vị thế nào cũng thay đổi số mệnh cuộc đời à. Chắc chắn quý vị luôn. Hồi hướng nghỉ nghe. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.